Alo, xin chào anh các bạn. Hôm nay tiến test một chiếc cano tàu câu máy dầu động cơ diesel với công suất là 4855 mã lực. Và em này đạt tốc độ cũng tương đối là các bạn ha, khoảng 15-18 hải lý các bạn. Mình chưa đo nhưng mà tốc độ cũng khá là ok các bạn. Với cái chiều dài là 8m2 và chiều rộng là 1m95. Thì em này sở hữu với một cái tốc độ là cũng khá là tuyệt vời các bạn. Đi câu khu vực là những cái dòng này là phải nói là rất là ok các bạn ha. Với hầm trước là ba khoang ha, hai hầm tầng cabin đó là hầm cá các bạn. Còn hầm trước đó là hầm chứa động tên các kiểu ha. Đây mình sẽ quay về bến lại. Anh em có nhu cầu về tàu thuyền câu cano thì cứ hotline 0903070753 để hỗ trợ anh em các bạn nha. Với một chiếc tàu câu thế này anh em thêm option là cái bạc hiên không inox che ở trên làm mát đủ xài các bạn. Quá đã luôn. Với giá hợp lý anh em có thể sở hữu một chiếc tàu câu phải nói là rất là đơn giản nhưng mà rất là hữu dụng các bạn nha. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Cầm bến đó nha, cầm bến luôn nha. Bây giờ mình cập bến được anh em các bạn. Rồi, ok, tắt máy đi em. À, tới mình mo lại, dê lại cái.
Đây là bãi thuyền của bãi thuyền tàu câu cano mới nhặt ha. Số điện thoại hotline 0903070753 để phục vụ anh em các bạn nha. Anh em cần mẫu tàu nào thì cứ alo cho mình. Đây là cái tời bỏ neo ha, cúng neo các bạn ha. Hai cái tời hai bên với nắp hầm khoang cá các bạn, với một cái khoang cá và hai khoang cá hai bên các bạn. Và đây là một cái hầm chứa ha, vật tư rất là rộng luôn các bạn. Rồi tắt máy luôn em, máy ganti cực kỳ là êm các bạn ha, cực kỳ là đã luôn. Đây là thống lái vô lăng, mình bên lên bên xuống nha, bên lên bên xuống trục lái các bạn. Đây là lái cơ, mình đang test thôi, sẽ làm một cái cần lái cực kỳ đẹp dễ thương cho anh em các bạn ha. Lái qua lái lại rất là nhẹ nhàng ha các bạn, rất là nhẹ nhàng. Còn đây là một cái hầm khoan thông xuống dưới biển ha, để kiểm tra rác mà nó quấn chân vịt này nọ thì mình sẽ gỡ được các bạn. Còn đây là một cái hầm, cũng là hầm chứa vật tư ở phía đằng sau các bạn ha, để rất là thoải mái các bạn, áo phao đầu câu các kiểu ha. Còn đây thì cũng là hầm, một cái hầm cá vật tư. Còn hai cái hầm cũng là hầm cá luôn các bạn ha. Rồi mình kết thúc video tại đây nha, hẹn gặp lại anh em ở video sản phẩm tiếp theo nha. Còn một chút vật tư rồi đổ điện lại các kiểu là trước khi bàn giao cho anh em nha. Anh em mình nào quan tâm thì cứ alo sẽ chốt ngay luôn anh em các bạn ha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại và anh em ở video tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ cẩu lên để lên bom và hoàn thiện lại khâu đoạn cuối cùng.